gặp nhau trong chương trình tư vấn du học Singapore cùng công ty Tân Đại Dương, là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam, và đam mê kinh doanh và khát vọng làm giàu chân chính. Bạn tin rằng mình sẽ có tố chất lãnh đạo, có khả năng dẫn dắt, truyền cảm hứng và động viên mọi người quanh mình cùng làm việc để đạt được kết quả cao, chịu áp lực tốt, thích môi trường cạnh tranh, thì ngành quản trị kinh doanh thực sự là niềm đam mê của bạn. Khi bạn du học Singapore, bạn không còn phải chứng minh tài chính, vì vậy cơ hội được học tập nâng cao kiến thức và giao lưu văn hóa được mở rộng hơn. Bằng cấp được công nhận trên toàn thế giới nên là cơ hội việc làm cũng được mở rộng hơn rất nhiều. Và để học tốt ngành quản trị kinh doanh tại Singapore thì Tân Đại Dương xin giới thiệu bạn Học viện FTMS. Trường được thành lập vào năm 1986. FTMS là một tổ chức giáo dục tư 100% vốn Singapore. FTMS là một tên riêng, không phải tên tiếng Anh được viết tắt. FTMS luôn nỗ lực phấn đấu để trở thành một tổ chức đào tạo chuyên nghiệp có uy tín trên thế giới. FTMS thì có 16 chuyên ngành đào tạo ở các nhóm khoa học máy tính, kế toán, kiểm toán, tài chính, tiếng Anh, quản trị kinh doanh, quản trị du lịch và khách sạn. Trường có sự liên kết cấp bằng với các trường đại học hàng đầu của Anh Quốc nên giúp cho sinh viên sẽ có được nhiều sự lựa chọn chuyên ngành và bằng cấp có giá trị khi học tại FTMS Singapore. Và sứ mệnh của FTMS là cung cấp cho học viên các chương trình đào tạo xuất sắc và định hướng phát triển chuyên nghiệp, cung cấp cho học viên các chương trình nghiên cứu và dịch vụ hỗ trợ chất lượng cao, tạo cơ hội cho học viên tiếp cận những kiến thức tiêu chuẩn quốc tế. FTMS xây dựng một văn hóa tập đoàn với sứ mệnh cung cấp các chương trình đào tạo và dịch vụ dựa trên tiêu chí trung thực, liêm chính, tôn trọng, tin cậy với tính chuyên nghiệp và đạo đức trong nghề nghiệp cao. Đội ngũ giảng viên chất lượng và chuyên nghiệp, chương trình học toàn diện, tài liệu giảng dạy đầy đủ và tập trung vào chương trình, môi trường học tập chuyên nghiệp, dịch vụ hỗ trợ sinh viên tốt, liên tục ghi nhận phản hồi và cải tiến chất lượng. FTMS đã nhận được chứng nhận chuẩn chất lượng Singapore bởi một quá trình dài theo đuổi mục tiêu xuất sắc hóa chất lượng giáo dục và dịch vụ hỗ trợ cho sinh viên. Và FTMS tự hào nhận được giải thưởng cao quý này, giải thưởng như là một sự đánh dấu xác thực về chất lượng, thể hiện sự phát triển không ngừng của FTMS trên hành trình phát triển đến chuẩn mực thế giới. FTMS đạt được chứng nhận EduChoice về chất lượng dịch vụ giáo dục, thể hiện là một nơi đáng tin cậy về các dịch vụ phúc lợi được chính phủ khuyến dùng và có tiêu chuẩn cao trong các cơ cấu tổ chức như là chính sách học phí rõ ràng, cơ chế hoàn trả, bồi thường hợp lý, nêu rõ cam kết về chất lượng, đảm bảo chất lượng giáo dục và chất lượng hành chính. Thông tin về trường thì bạn có thể tham khảo tại website là tandaiduong.edu.vn hay là tddvn.com. Và Singapore được xếp hạng là một trong những nước an toàn nhất với nền chính trị ổn định và được CBN bình chọn là thành phố xanh sạch đẹp nhất hành tinh. Và đây sẽ là điểm đến du học lý tưởng dành cho bạn. Để được hướng dẫn thủ tục du học Singapore, vui lòng gọi về số 083-848-4879 hoặc đến trực tiếp công ty theo địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Đường, quận Nhất để được chuyên viên tư vấn hỗ trợ. Rất vui vì tất cả các bạn vẫn đang quan tâm theo dõi chương trình tìm hiểu những thông tin về vấn đề du học. Và đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trao đổi với chị Hoàng Thái Hiền, đại diện của tổ chức giáo dục FTMS để có thêm những cái thông tin cho các bạn lựa chọn trường trong quá trình du học của mình. Vâng, xin chào chị Hiền. Chào Trân. Vâng, lời đầu tiên thì chị có thể giới thiệu về cái tổ chức giáo dục FTMS của mình cho các bạn biết được không ạ? Thân chào các bạn quan tâm đến chương trình du học tại hai quốc gia là Singapore và Malaysia. Tổ chức giáo dục quốc tế FTMS Global hiện tại có chi nhánh trên 11 quốc gia trên thế giới. Nếu vậy thì em không biết là tổ chức giáo dục quốc tế của mình đó, thì có đào tạo cái chương trình nào cũng như là cái chuyên ngành chính của mình là gì vậy ạ? Cũng như các trường khác thì FTMS là một tổ chức giáo dục quốc tế cho nên là thu hút rất là nhiều sinh viên từ các nước trên thế giới đến theo học. FTMS Global Academy tại Singapore và FTMS College Malaysia đều có các chương trình về tiếng Anh, các chương trình đào tạo lấy các bằng đại học về các chuyên ngành như là kế toán tài chính, quản trị du lịch khách sạn, quản trị kinh doanh, quản trị nhân lực và nhiều các cái chuyên ngành về công nghệ thông tin như là khoa học máy tính, hệ thống thông tin trong kinh doanh. Ngoài ra thì FTMS còn có đào tạo các cái chương trình ngắn hạn để lấy các cái chứng chỉ về các cái chương trình nền tảng.
đối với ngành du lịch khách sạn đó là một cái ngành rất là hot và thu hút rất là nhiều bạn sinh viên. Thì không biết đối với trường của mình thì cái chương trình này có thực tập để vững lương cho các bạn để có tích lũy thêm kinh nghiệm không ạ? Vui mừng thông báo cho các bạn là tất cả các chương trình về quản trị nhà hàng khách sạn hay là nghiệp vụ nhà hàng khách sạn tại FTMS Global Academy Singapore đều có thời gian thực tập hưởng lương là 6 tháng và có những cái chương trình thì điều kiện đầu vào tương đối đơn giản. Ví dụ như là chương trình nghiệp vụ nhà hàng khách sạn thì chỉ có yêu cầu đầu vào là học sinh học xong lớp 10 có trình độ tiếng Anh tương đương với lại FTMS với chương trình tiếng Anh ở cấp độ Intermediate của FTMS và thời gian học là chỉ 6 tháng. Sau đó sinh viên sẽ được thực tập hưởng lương là 6 tháng. Cái chương trình thứ hai tại FTMS Global Academy chính là chương trình quản trị du lịch khách sạn, có thời gian học là 6 tháng, thực tập hưởng lương 6 tháng đối với lại chương trình Diploma. Và sau khi hoàn tất chương trình Diploma thì sinh viên học sinh có thể tiếp tục học lên chương trình Higher Diploma, có thời gian học là 9 tháng và sau thời gian học 9 tháng có thời gian thực tập là 6 tháng. Nếu sinh viên muốn tiếp tục lấy bằng đại học thì có thể học chương trình Top Up để lấy bằng đại học của trường đại học Anglia Ruskin và với thời gian học là 12 tháng. Nếu vậy thì em không biết là cái trường đại học mà liên kết như vậy là mình sẽ học tại Singapore hay là mình sẽ chuyển tiếp sang bên đó để mình học không ạ? Đối với lại nếu mà học viên muốn lấy bằng đại học của trường đại học Anglia Ruskin thì có thể học tại campus của FTMS tại Singapore và Malaysia mà không cần phải sang UK để học. Tại vì các bạn cũng biết là sang UK học là học phí nó sẽ cao hơn rất là nhiều, đồng thời cái chi phí sinh hoạt ở UK thì nó cũng đắt đỏ hơn rất là nhiều. Thì các bạn yên tâm là các bạn chỉ mất thời gian học là 12 tháng. Trong chương trình Top Up thì các bạn cũng có được bằng do trường đại học Anglia Ruskin cấp giống như là những sinh viên mà học tại UK vậy. Nếu vậy thì em không biết là cái yêu cầu đầu vào của trường thì mình có phải yêu cầu về tiếng Anh hay không ạ? Đối với lại yêu cầu đầu vào tiếng Anh của trường thì với những bạn tốt nghiệp lớp 12 chị nghĩ là các bạn cũng có trình độ tiếng Anh cỡ khoảng ở trình độ trung cấp của FTMS Global rồi thì các bạn có thể làm một bài test tiếng Anh đầu vào để mình kiểm tra trình độ và nếu mà mình vượt qua cái bài test tiếng Anh đó thì mình có thể học thẳng vô chương trình được. Nếu mà các bạn chưa có đủ điều kiện thì mình sẽ học khóa tiếng Anh trước khi mà vào khóa chính. Đúng rồi. Thời gian học tiếng Anh thì đối với lại khóa Intermediate là nó chỉ có là 3 tháng thôi. Dạ rồi, còn về như mình có giới thiệu thì ở trường mình cũng có hệ thống về MBA. Thì không biết là cái MBA của mình thì nó có cái điểm gì đặc biệt khác so với những trường khác không ạ? Đối với lại những bạn mà sau khi tốt nghiệp đại học rồi thì luôn luôn có nhu cầu là muốn có những cái bằng cấp cao hơn và cụ thể là cái chương trình MBA là chương trình mà được thu hút sự quan tâm của rất là nhiều học viên. Thì FTMS Global tự hào giới thiệu đến với các bạn một chương trình MBA mà có cái nói chung là nó có rất là nhiều cái sự lựa chọn, tức là các bạn có thể học full time, có nghĩa là các bạn sẽ sang Singapore và Malaysia để các bạn học, hoặc là các bạn học part time nếu mà các bạn đang có employment pass tại Singapore hoặc là Malaysia thì các bạn cũng có thể đăng ký học cái khóa này. Còn nếu mà các bạn đang làm việc tại Việt Nam nhưng mà các bạn lại không có muốn nghỉ làm mà để đi du học thì các bạn vẫn có thể đi du học được, tại vì FTMS Singapore và FTMS Malaysia đều có một cái chương trình đặc biệt gọi là chương trình MBA cuối tuần. Cuối tuần có nghĩa là sao? Có nghĩa là các bạn trong tuần các bạn vẫn đi làm bình thường, các bạn chỉ bay sang Singapore hoặc là Malaysia để học vào 2 ngày cuối tuần hoặc là 3 ngày cuối tuần tùy theo chương trình mà các bạn lựa chọn. Và cái thời gian học cuối tuần như vậy các bạn trung bình mỗi tháng các bạn chỉ bay sang một lần thôi, và thời gian học chương trình MBA chỉ kéo dài trong vòng 1 năm là 12 tháng. Và cái đối với lại cái chương trình MBA cuối tuần này, mình gọi chung là chương trình MBA, thì không có yêu cầu đầu vào gắt gao lắm, các bạn chỉ cần tốt nghiệp đại học và
các bạn có trình độ tiếng Anh tương đương với lại IELTS 6.5 thì các bạn có thể đăng ký tham gia khóa học. Tuy nhiên, đối với lại những bạn mà đã tốt nghiệp đại học tại nước ngoài hoặc là học các chương trình liên kết đào tạo với các trường đại học nước ngoài tại Việt Nam thì các bạn không phải nộp IELTS 6.5. Và nếu mà các bạn đang làm việc tại các công ty có vốn đầu tư nước ngoài và có sử dụng tiếng Anh trong công việc thì các bạn chỉ cần nhờ sếp của mình viết một cái lá thư xác nhận rằng là các bạn có sử dụng tiếng Anh trong công việc thì các bạn cũng sẽ không phải nộp mà IELTS 6.5. Và ngoài ra có một cái ưu điểm, có thể gọi là một cái điểm cộng cho chương trình này, đó là các bạn cũng biết là khi mà chúng ta đi học thì học là chuyện đơn giản, nhưng mà đi thi thì luôn luôn là áp lực. Và đối với lại chương trình MBA tại FTMS Singapore và FTMS Malaysia thì các bạn không phải chịu cái áp lực thi cử, tại vì tất cả các môn học đều được đánh giá thông qua những cái bài assignment hoặc là những cái bài coursework, chứ còn không có thi cuối khóa. Và tất cả những cái bài này các bạn khi mà gửi cho giảng viên thì đều được gửi qua UK là tại trường Anglia Ruskin để đánh giá cho các bạn. Mặc dù các bạn học tại FTMS Singapore và FTMS Malaysia nhưng các bạn vẫn được coi là sinh viên của trường đại học Anglia Ruskin tại Anh Quốc. Vâng, những thông tin mà chị cung cấp cho tất cả các bạn thì quả thực là rất là hữu ích, và cái chương trình mà MBA của mình á thì có thể thu hút rất là nhiều những bạn sinh viên đang quan tâm. Vâng, và câu hỏi cuối cùng em muốn hỏi chị đó là tổ chức của mình thì hiện đang có học bổng nào dành cho tất cả các bạn sinh viên được không ạ? Chúng ta cũng đã biết rằng là học sinh và sinh viên Việt Nam thì rất là ham học, và FTMS Global đã có mặt hơn 15 năm rồi, cho nên là cũng hiểu cái nhu cầu học hỏi của học sinh, sinh viên Việt Nam. Và FTMS Global luôn luôn cung cấp những cái chương trình học bổng mang lại cho các bạn những cái cơ hội học tập tại FTMS Singapore và FTMS Malaysia nhiều nhất. Cho nên là các bạn đừng ngần ngại, nếu mà các bạn tìm hiểu bất cứ chương trình nào tại FTMS Singapore và FTMS Malaysia, hãy gửi cho chúng tôi học bạ hoặc là bảng điểm để chúng tôi có thể gửi đến các bạn những cái suất học bổng mà có giá trị nhất. Vâng, rất là cảm ơn những thông tin thật là hữu ích mà chị Thái Hiền đã gửi đến cho tất cả các bạn trong buổi trò chuyện ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình tìm hiểu những thông tin về vấn đề du học. Và để tìm hiểu rõ hơn về trường FTMS, các bạn cũng có thể truy cập vào website tinhdaiduong.edu.vn hay là tddvn.com. Ngoài ra, các bạn cũng có thể lên ngay văn phòng công ty theo địa chỉ 148-1 Trường Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.